À, mọi người nghe được tiếng từ phía bên này chưa nhỉ? Ok, cảm ơn cả nhà. Hôm nay chúng ta lại tổ chức hội thảo trong một ngày vô cùng rẽ. Cũng giống như hôm mà mình với chị Loan làm hội thảo về quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Buổi sáng chủ nhật mình vẫn nhớ hôm đấy cũng rất là lạnh mà cũng rất là bận. Hôm nay chắc chúng ta cũng đang trong mùa rất là bận đúng không? Thì đầu tiên là cảm ơn mọi người đã tham dự hội thảo của Manabox Việt Nam, dành thời gian tham dự hội thảo của chúng ta. Hôm nay thì chúng ta có hai gương mặt, một gương mặt không mới lắm nhưng một gương mặt thì rất là mới. Thế thì ở đây có bạn Hoàng Anh và Hằng sẽ là hai anh người speaker hỗ trợ cho chúng ta trong cái buổi chính của ngày hôm nay. Đấy thì chắc là đầu tiên xin mời Hoàng Anh với Hằng có thể có một vài lời giới thiệu về bản thân, flex về bản thân đến mọi người đúng không? Em xin chào tất cả mọi người ạ. Chắc là mọi người cũng có một số người cũng đã biết em hoặc có một trong đây các có một số sẽ là khách hàng của em trước đây và bây giờ nữa ạ. Thì em đầu tiên thì nhân dịp đầu xuân năm mới thì em cũng xin kính chúc tất cả mọi người một năm mới sẽ thật là thành công. Rất là vui cho em ngày hôm nay thì lại được tiếp tục cùng đồng hành với mọi người trong buổi webinar về chuỗi hướng dẫn quyết toán thuế của Manabox. Hàng đi nhỉ? Em chào tất cả mọi người. Em là Hằng, hiện tại em đang là chuyên viên tư vấn thuế tại Manabox Việt Nam. Thì hôm nay cũng là lần đầu tiên mà em được lên sóng của Manabox, nên là em cũng hơi có một phần khá là lo lắng, nên là có gì mất là mong anh chị bỏ qua. Thì em rất là vinh dự là được đồng hành cùng anh chị trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Em mong rằng là những cái chia sẻ sắp tới trong buổi hội thảo sẽ giúp cho mọi người có được một cái mùa quyết toán thật là nhẹ nhàng và dễ dàng hơn. Ok, thì nhắc đến nhẹ nhàng và dễ dàng ấy, thì chắc là hỏi Hoàng Anh trước đi. Dạ. Đấy thì chắc Hoàng Anh cũng có rất là nhiều kinh nghiệm, cũng lâu lâu kinh nghiệm rồi nhỉ. Dạ. Thế thì đấy thì Hoàng Anh thấy là trong quá trình mà hướng dẫn cho những người mới thì cái điều gì là điều gì khó khăn nhất khi mà hướng dẫn về cái quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp này? Nếu mà nói về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp ấy, vì là quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ có rất là nhiều cái công việc cần phải thực hiện. Và đặc biệt là ví dụ như các bạn mới thì các bạn ấy sẽ chưa thể hiểu hết được tất cả các cái nội dung ở trong cái tờ khai quyết toán thuế đấy. Thế cho nên là cái việc hướng dẫn thì nó cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn và khó khăn hơn. Đặc biệt là đối với các doanh nghiệp FDI hoặc là các doanh nghiệp mà có các cái giao dịch liên kết hoặc là có những cái giao dịch mà có ưu đãi thuế thì cũng là một cái khó khăn, hay là có những khoản điều chỉnh ạ. Thì đấy là những cái điều rất là đặc biệt và cần phải tìm hiểu rất là kỹ. Vâng. Thế thì trong quá trình mà em và Hằng cũng là người mà chủ đạo để soạn cái nội dung của cái hội thảo ngày hôm nay ấy. Đấy thì bọn em có cái tức là cái tinh thần của em với hội thảo lần này thì bọn em muốn truyền tải thông tin gì đến độc giả của Vanbox? Trong cái khuôn khổ của buổi webinar ngày hôm nay ấy, thì em và Hằng sẽ mong muốn rằng là ít nhất là sau buổi hôm nay thì mọi người sẽ nắm được cơ bản về bộ hồ sơ kê khai quyết toán thuế sẽ như thế nào, đồng thời sẽ có thể lên được các cái một số chỉ tiêu điều chỉnh ở trên tờ khai quyết toán thuế. Và thực trạng thì như các anh chị, chắc là một số anh chị nào chúng ta làm tư vấn hoặc các bạn làm tư vấn thì chúng ta cũng biết rằng là gần đây thì cái việc xử phạt đối với cái việc kê khai sai cũng như là các cái hình thức của tờ khai nó trở thành một cái vấn đề rất là nặng. Nếu như ngày xưa thì vấn đề về tính toán nghĩa vụ thuế cũng như là xử phạt chậm nộp, phạt chậm nộp cũng như là phạt về hành chính đối với việc mà khai sai thì nó là một vấn đề quan trọng hơn. Thì hiện nay chúng ta thấy rằng là có một xu hướng xảy ra, đó là doanh nghiệp khi khai sai tờ khai, chậm nộp tờ khai hoặc là các hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt rất là nhiều. Đấy, và cũng chính từ cái thực trạng đấy thì trong cái thiết kế của cái việc kê khai sai cũng như là các cái cơ thảo này, chúng tôi cũng muốn hướng đến cái việc là sẽ hướng dẫn chúng ta để lên được tờ khai. Và cũng vì cái lý do đấy nên để có thể hiểu được tâm lý của chúng ta tốt hơn và cũng như xuất phát từ vai trò của việc mà đào tạo với những người mới, đấy thì hôm nay chúng tôi cũng có mời Hằng. Đấy, Hằng thì cũng là một người đã trải qua cái đoạn mới và có lẽ là trải nghiệm của Hằng cũng sẽ gần với chúng ta, đặc biệt là những ai mà chúng ta muốn làm cái tờ khai này. Đấy, thì chắc là Hằng cũng như thế đúng không? Thế thì Hằng thấy là Hằng thì học trường ngoại thương rồi đúng không, trường chắc là danh giá nhất nhì của cái khối ngành kinh tế rồi đúng không? Đấy thì ở đây thì cũng danh giá nhất ở đây. Đấy thì Hằng thấy là cái lúc mà khi mà mình cái thời điểm mà mình ra trường này, mình làm thời gian thì cái gian đầu ấy, khi em mới tiếp xúc đến cái tờ khai này đấy thì em thấy nó có khó khăn gì, và từ cái khó khăn đấy thì hôm nay cái mong muốn gì của em muốn
hỗ trợ để giúp đỡ đến cộng đồng của mọi người đây. Dạ vâng, à, với bản thân em với cương vị là một người mới thì em thấy là cái phần thuế thu nhập doanh nghiệp nó rất là rộng và cũng độ phức tạp cũng rất là cao, dẫn đến là khi mà làm tờ khai thì có rất là nhiều chỉ tiêu trên tờ khai khiến mình rất là bị rối, và đặc biệt là với các chỉ tiêu mà điều chỉnh tăng rồi giảm lợi nhuận, nếu như mà không nắm bắt được nó chắc chắn thì cũng rất là rối và khiến cho mình kiểu bị mông lung, không biết bắt đầu từ đâu. Thế nên em mong rằng là sau buổi thảo này thì anh có thể giúp mọi người hiểu qua được về tờ khai và cách để lên như nào. Và như vậy thì chốt lại đó là hy vọng là với cái buổi hội thảo ngày hôm nay thì Manbox sẽ hỗ trợ cho các bạn. Và đây thì chúng tôi tin là có những anh chị chúng ta không làm trực tiếp về người làm kế toán hoặc cũng không phải trực tiếp lên những tờ khai như thế này đấy, và có những người thì cũng là rất là mới, nhưng mà cái hội thảo này thì sẽ mang lại những cái kiến thức cũng như là một cách cơ bản nhất để làm sao cho mục tiêu cuối cùng sau buổi hội thảo ngày hôm nay thì nó chúng ta sẽ có thể là chúng ta lên được cái bộ hồ sơ quyết toán. Lát nữa thì Hoàng Anh với Hằng sẽ có một ví dụ mẫu để chúng ta có thể hiểu được, hình dung được cái cách chúng ta lên cái chỉ tiêu này đó. Và thực tế thì thứ nhất doanh nghiệp nó rất là rộng đó, thì có lẽ là có trong một buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ chưa thể nói được hết tất cả vấn đề đúng không, thì Hoàng Anh có thể thấy còn những cái vấn đề khác nữa. Thì nhân đây thì em cũng muốn bật mí với mọi người ạ, là buổi hướng dẫn liên quan đến quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của Manbox sẽ được chia thành hai buổi. Buổi hôm nay sẽ được chia sẻ về tờ khai về các cái chỉ tiêu điều chỉnh. Còn một buổi thứ hai nữa sẽ được đi sâu hơn đối với các cái phần liên quan đến giao dịch liên kết cũng như là ưu đãi thuế. Vâng. Thì em cũng rất mong là buổi hôm đấy thì chúng ta các anh chị tham gia ở đây cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Manabox trong buổi tiếp theo ạ. Ok, đó. Và để mà chúng ta không bị mất thời gian quá nhiều, thực ra thì chúng tôi cũng phải đợi ngày này mất 4 năm rồi đấy mọi người ạ. Mọi Hai người biết ngày thời rất là gian đặc không? biệt đúng không ạ? Hôm nay có Không, sinh chỉ nhật ngày đứa 29 nào đây không? tháng 2. Thế Thì quá, nếu không thì là 4 năm mình mới được ăn sinh nhật một lần đúng không? à, thì sau 4 năm già thêm 4 tuổi luôn. Ừ. Thì chúng tôi đợi 4 năm rồi, chúng tôi đợi đến cái ngày này đấy. Và thực ra thì để được hôm nay cũng là một ngày rất đặc biệt, thì đấy, chúng ta cũng hy vọng là sau buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ đạt được những cái mục tiêu của mình, và nếu mà có vấn đề gì thì mọi người hãy phản hồi lên cho mặt